nói riêng quý vị cùng ở lại, bởi vì ngoài xã hội có nhiều những chương trình chúng ta phải mua vé để chúng ta mới được tham gia. Ngày hôm nay với chương trình đêm hoan ca tạ ơn để mừng đền thánh cũng như đền mừng thánh và thầy và ban thứ trẻ chúng con miễn phí, nên kính mong tới tất cả quý vị sẽ đồng hành cùng với ban tổ chức đến mức kết thúc chương trình ngày hôm nay ạ. Và tiếp theo chúng con cũng xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt được chào đón với sự hiện diện của tất cả các bạn giới trẻ đến từ giáo xứ Thuần Túy ngày hôm nay. Thuần Túy đây ạ, một trăm phần trăm lớn của quý vị ạ, và tất cả các bạn trưởng đến từ các giáo xứ đó họ, những cửa điệu nào chúng ta bên dưới thuộc thì có thể hòa chung cùng với các giáo xứ trở về giáo xứ Đông Tây ngày hôm nay ạ. Cửa điệu của giới trẻ giáo xứ Thuần Túy là cửa điệu tuổi trẻ rất đẹp phải không ạ? Xin mời các bạn giới trẻ giáo họ Hương Công Tây chúng ta chuẩn bị ạ.